Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Sự xuất hiện của BMW X7 không chỉ tạo nên một phiên bản thay thế hoàn hảo cho người anh em X5 mà đây còn là cái tên giúp khẳng định thương hiệu xe sang BMW trên thị trường xe hơi hiện nay. Đây chính là con át chủ bài mà BMW tung ra để cạnh tranh mạnh mẽ với những đối thủ khác trong cùng phân khúc như Mercedes GLS và Land Rover Range Rover. Vậy mẫu xe này có gì đặc biệt và có xứng đáng nhận được sự tin yêu của người sử dụng hay không? Mời quý vị và các bạn cùng ô tô 360 khám phá chiếc BMW X7 XDRIVE40i nhé. BMW X7 2020 có vẻ ngoài bề thế và sang trọng hơn X5 với kích thước tổng thể 5163x1999x1805mm. Nhờ sở hữu thân hình mạnh mẽ, hầm hố, đây cũng chính là mẫu SUV lớn nhất của BMW có mặt trên thị trường hiện nay. Xe đi kèm màu sơn đen ánh kim carbon metallic, vừa lạ mắt vừa tạo nên vẻ đẹp vô cùng nổi bật và bắt mắt. Nhắc đến đầu xe X7, chúng ta không thể bỏ qua phần lưới tản nhiệt với thiết kế quả thận mạ chrome cỡ lớn. Điều này mang đến cho xe vẻ nam tính và ấn tượng hơn. Trong khi đó, cụm đèn trước đi kèm thiết kế thanh mảnh với hệ thống chiếu sáng laser. Nhờ đó, xe hứa hẹn khả năng tạo ra hiệu ứng thị giác vô cùng mạnh mẽ cũng như có thể tự động điều chỉnh góc chiếu. Một trong những điểm quan trọng khác của phần đầu xe là giải đèn LED ban ngày có kiểu dáng hình móc câu, giúp xe có thể di chuyển thuận lợi trong mọi điều kiện thời tiết. Phía dưới có sự xuất hiện của hai hốc hút gió bên dưới mang tính đồng bộ với lưới tản nhiệt. Đặc biệt, bên trong hốc gió có nhiều khe nhỏ, vừa tạo điểm nhấn vừa mang đến cái nhìn khỏe khoắn cho xe. Phần thân xe của BMW X7 2020 có nhiều sự khác biệt so với những anh em của mình nhưng không phải ai cũng có thể tinh ý để dễ dàng nhận ra. Cụ thể, nếu dành ít phút quan sát các bạn sẽ nhận ra, cửa sau của BMW X7 2020 lớn hơn so với cửa trước. Sự bố trí này khá hợp lý với mong muốn giúp hành khách ra vào hàng ghế thứ 2 và 3 trở nên dễ dàng. Xét tổng thể, hông xe vẫn là vẻ đẹp nam tính nhờ thiết kế tạo hình vuông vắn trong từng chi tiết. Các điểm nhấn hai bên sườn xe được khắc họa rõ ràng làm nên vẻ cứng cáp cho tổng thể xe. Ngoài ra, xe còn khá ấn tượng với các viền chrome cửa sổ, thanh nóc mái chrome cùng sự thú vị đến từ bậc cửa ốp chrome. Xe được trang bị la giang 21-inch đa chấu đẹp mắt, phía sau là cửa kính tối màu, góp phần giúp hạn chế tác động của các tia nắng gay gắt cũng như đảm bảo sự riêng tư của hành khách trên xe. BMW X7 có phần đuôi xe được thiết kế tỉ mỉ và sang trọng với dải chrome nằm ngang, nối liền hai cụm đèn hậu LED to bản, sắc sảo. Đây cũng là phong cách thiết kế mà nhà sản xuất đã từng áp dụng trên dòng sedan đầu bảng BMW X7 Series. Nhờ phần đuôi vuông vắn, xe được mở rộng không gian phía sau. Ngoài ra, tấm ốp gầm sơn khác màu và bộ ống xả kép được mạ chrome tạo cho xe vẻ đẹp hài hòa nhưng không kém phần sang trọng. Phần cuối xe, bên góc phải là dòng chữ STRIVE40i ký hiệu của phiên bản ra mắt tại thị trường Việt Nam hiện nay. Hiện nay, một trong những đối thủ lớn có sự cạnh tranh mạnh mẽ với BMW X7 2020 chính là Mercedes-Benz GLS. So với mẫu xe con cưng của nhà Mercedes, BMW X7 có trục cơ sở dài hơn 30mm và đạt kích thước 3105mm. Điều này hứa hẹn mang lại cho X7 một không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ phía sau vô lăng, kích thước 12,3 inch, được kết nối dính liền với nhau. Điểm chung của nội thất xe là sự sang trọng đến từ những chất liệu chủ đạo bao gồm kim loại, gỗ và da cao cấp. Ngoài ra, với những người yêu thích sự hòa mình với thiên nhiên, chân xe sẽ là điểm nhấn thú vị khiến bạn cảm thấy hài lòng. Xe có sự xuất hiện của cửa sổ trời toàn cảnh với hai khu vực tách biệt được mệnh danh là Panorama Sky Lounge. Lấy cảm hứng từ những mẫu xe xa xỉ Rolls-Royce để tạo nên sự lãng mạn từ bên trong xe, cửa sổ trời của BMW X7 được bố trí thêm 15.000 điểm LED phát sáng hứa hẹn có thể mang đến bầu trời sao khi về đêm. Với khoang lái, như đã nói ở trên tổng thể xe sử dụng các chất liệu kim loại, gỗ và da cao cấp. Từ đây, phần táp lô được nhà sản xuất lựa chọn gỗ quý để ốp bên ngoài, phủ lên trên cùng là lớp sơn bóng trong suốt. Điều này giúp táp lô hiện lên những đường vân tinh tế, hiếm có và đầy nổi bật. Kèm theo đó, sự xuất hiện hai màn hình kép 1.2.3 inch giúp xe thêm phần hiện đại và đẳng cấp. Khu vực điều khiển cũng nổi bật không kém với cần số pha lê kèm theo núm xoay điều khiển có sự gọt rũa tỉ mỉ để đảm bảo mang đến độ tinh xảo cao. Một trong những điểm nữa của khu vực này là có hệ thống treo giúp việc nâng hạ gầm diễn ra nhanh chóng. Vô lăng của xe được bọc da sang trọng tích hợp các nút thao tác, trong đó có hệ thống ra lệnh bằng giọng nói iDriver vô cùng tiện lợi. Ghế trước của xe BMW X7 2020 sử dụng chất liệu bọc da có khả năng chỉnh điện, ghi nhớ vị trí cùng các tính năng massage, thông gió và sưởi ấm. Với khoang hành khách, tất cả ghế cũng đều được bọc da, kèm tích hợp hai màn hình giải trí tách biệt có kích thước 1.2 inch. Xe cũng được bố trí rèm che nắng chỉnh tay ở hai bên hông xe. Với hàng ghế thứ hai,
bạn có thể tùy chỉnh trượt, ngả để mang tới không gian ngồi thoải mái với hàng ghế thứ ba. Ghế tích hợp đệm lưng cao, đẹp mắt, được điều chỉnh dễ dàng qua nút bấm. Chuyển sang hàng ghế thứ ba, cảm nhận của người dùng là sự rộng rãi, thoải mái ngay cả đối với người lớn. Dù di chuyển trên chặng đường dài, bạn cũng không hề cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi. Ngoài ra, cạnh hàng ghế này còn có bệ tì tay và khay giữ cốc. BMW X7 2020 sở hữu khoang hành lý tiêu chuẩn có dung tích 326 lít, lớn hơn so với Audi Q7. Đặc biệt, nếu lên kế hoạch cho một chuyến đi xa cần nhiều đồ đạc, bạn có thể gặp lại hàng ghế 2 và 3 để tạo khả năng chứa đồ với dung tích lên đến 2.120 lít. Một điểm thú vị nữa của mẫu xe này là có phần cốp xe được tích hợp cảm biến Comfort Access. Do đó, trong khi sử dụng, người dùng có thể mở cốp dễ dàng mà không cần phải chạm tay vào. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu xe có khả năng làm mát hàng đầu phân khúc, X7 chắc chắn sẽ là cái tên không khiến bạn cảm thấy thất vọng nhờ trang bị với hệ thống điều hòa tự động 5 vùng độc lập. Để đảm bảo duy trì cảm giác mát mẻ cho toàn bộ xe, các hàng ghế sau của xe đều được tích hợp các cửa gió. Ngoài ra, xe có gói trang bị hương thơm nội thất để mang lại cho khoang cabin mùi hương vô cùng dễ chịu. Các tính năng giải trí của xe cũng là điều được khách hàng khá quan tâm. Cụ thể, ngoài màn hình cảm ứng trung tâm 1 2.3 inch, hai màn hình 1.2 inch cho hàng ghế sau, xe được trang bị đầy đủ kết nối Apple CarPlay, các tính năng ra lệnh bằng giọng nói và cử chỉ. Đặc biệt, xe còn có dàn âm thanh đẳng cấp hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc xứng tầm xe sang. Ngoài ra, BMW kép còn cung cấp tùy chọn hệ thống âm thanh vòm Bose và Wilkins Diamond 20 loa và hệ thống giải trí ở hàng ghế sau với màn hình cảm ứng 10.2 inch. Tùy chọn khác bao gồm ghế tích hợp sửa, cửa sổ hàng ghế sau chỉnh điện, hiển thị HUD và khay chứa cốc có chức năng làm mát hoặc giữ ấm. Phiên bản Drive 40i sở hữu khối động cơ xăng 3.0 lít tăng áp kép, 6 xi lanh thẳng hàng. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất 335 mã lực 250 kW kép và mô men xoắn cực đại 447 nm. Kèm theo đó là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động AVKD. Với hệ thống treo khí nén và bánh sau có thể đánh lái được, xe có ưu điểm là vượt mọi địa hình với khả năng vận hành êm ái. Đặc biệt, dù những con đường ngập nước cũng không thể làm khó chiếc xe nhờ lợi thế gầm cao 221mm. Mặc dù sở hữu nhiều chế độ lái khác nhau, tuy nhiên với riêng chế độ lái Sport, khung gầm của xe sẽ nhanh chóng tự động hạ xuống 20mm. Điều này góp phần quan trọng trong việc tăng cường khả năng bám đường cũng như tăng tốc đáng kể. Với BMW X7 thế hệ mới, như đã nêu trên, cả cầu trước lẫn cầu sau của xe đều có sự xuất hiện của hệ thống treo khí nén và giảm chấn chủ động. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 tới 96 km/h chỉ trong vòng 5,8 giây. BMW X7 2020 được trang bị rất nhiều tính năng an toàn. Tiêu biểu trong đó gồm có khả năng kiểm soát hành trình chủ động Active Cruise Control, hỗ trợ lái xe với camera nhiều góc 360 độ hay 3D. Ngoài ra, xe được trang bị đầy đủ 9 túi khí, tính năng cảnh báo điểm mù, khả năng cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát cự ly đỗ xe. Điểm thú vị mà BMW kép mang đến cho mẫu X7 của mình còn nằm ở khả năng phát hiện người đi bộ với tính năng phanh tự động khẩn cấp giúp xe dừng lại một cách an toàn khi cần thiết. Về cơ bản, các trang bị trên BMW kép X7 được đánh giá khá cao và gần như có thể đáp ứng được yêu cầu của mọi khách hàng khó tính nhất. Cần số kim cương, chi tiết thiết kế độc quyền và là chỉ xuất hiện trên xe BMW kép. Rất nhiều hãng chọn cách loại bỏ cần số truyền thống để chuyển qua nút bấm hoặc núm xoay. BMW kép đã chọn cách rất riêng để biến cần số thô kệch thành một chi tiết toát lên được đẳng cấp trên những mẫu xe của mình. Với một số thông tin chia sẻ nói trên, có thể thấy rằng BMW kép X7 2020 là mẫu xe hoàn hảo đến từng chi tiết. Rất khó để chúng ta tìm ra được điểm trừ của mẫu xe này, khiến X7 xứng đáng trở thành mẫu xe SUV đầu bảng của BMW kép ở thời điểm hiện nay. Do đó, với những người đang tìm kiếm mẫu xe hạng sang và đáng mua nhất phân khúc SUV, BMW X7 2020 chính là mẫu xe bạn nên cân nhắc. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là chiếc xe BMW X7 Drive 40i màu đen, Full Option nhập Mỹ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đã đăng ký năm 2020. Siêu lướt, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, xe chạy ít nên còn rất mới. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ
số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn. Thank you.